rồi. Giới thiệu bà con bác đây là anh tên Tuấn, anh lớn tuổi hơn Khương Dừa rất là nhiều luôn á. Mà anh nhà anh trong đồng nè, mà ảnh tối ngày ảnh sáng anh đi rồi chiều anh về, mà rất là hiền, người ta hay cho này kia ăn lắm. Mày tại vì ảnh bệnh thành từ nhỏ, lâu lắm mới gặp ảnh nè. Hồi vừa nhỏ Khương vừa đi học thì anh tới đây anh chơi. Anh đi đâu vậy, anh ăn gì chưa? Dạ ăn gì không hả? Anh ăn gì không? Anh đi đám giỗ hả? Dạ anh ăn gì không? Con ta có chơi gì không? Vô lấy cho miếng mít đi ba. Bên vô lấy cho cậu cha miếng mít đi, cho mời ở trọng á. Kìa cho anh miếng mít, khui cho anh muối ăn. Thôi bệnh lâu lắm rồi bạn. Ở trong nhà trong đồng phải không? Nhà thì cũng giờ cũng khá hả? Giờ cũng đỡ phải không? Giờ nhà cũng khá rồi mà anh bệnh cái anh đi. Anh đi nè con. Vô cho mấy bạn mấy em đi. Giờ là anh bị bệnh cái anh đi nè. Dạ thì năm nay chắc bốn mấy à, bốn mấy rồi cha, nay nhìn già rồi mà đi vậy chứ. Người ta thương rồi, người ta cho gạo cho tiền rồi mà không có giữ được. Cắp nha, cầm cho ra con. Hồi nhỏ Khương vừa ấy là Khương vừa gặp ảnh Khương vừa sợ, tại mình nhỏ mình không biết nè anh. Thôi kêu anh này chú luôn hả? Nè anh chú hay lắm. Bởi mỗi lần ở đâu có đám giỗ rồi chú biết chú lại à, người ta cho ăn bụng cái đi về thiền khô à. Không ngon chú. Hồi mình còn nhỏ là mình biết ổng rồi, mình sợ ổng rồi. Mà hiền lắm, có đi lung tung mà. Này bệnh thời từ hồi nhỏ là đi rồi tới chiều cũng về phải không cha? Biết đường về nhà phải không? Cho bánh ổng biết sách về không cha? Sách đâu? Nè chú sao có à, kẻ thuốc hả? Không có mang dép mang giày chưa? Hồi tối hồi đó coi nhỏ ổng vô mấy cái ổ heo, ổng quần mấy ổ heo á, mà phái đàn lắm. Hồi đó có cái đàn ổng lên phân tích nhà ổng tính phái đàn đàn á. Hát không chú? Hát không bên đó hát hả? À ông nói nghe không được, nó khào khào khào, nhưng mà gặp là chào à, gặp biết là chào. Nhậu hả chú? Có nhậu không? Dạ chú có nhậu không? Chú có hút thuốc không? Chú hút thuốc hả? Cái bàn chân của ổng ấy ha, cái bàn chân ổng hồi kỳ á. Khương Dừa cũng biết ở chú ở xóm này nè. Nói chung là cũng hồi nhỏ thì ở xóm này, ở cái quê Khương Dừa thì ai cũng nghèo đó, nhà ông chú cũng nghèo, bây giờ đỡ lắm rồi nha, đỡ hơn xíu ha. Hồi đó Khương Dừa, hồi lúc mà Khương Dừa làm YouTube cái Khương Dừa về, cái lúc mà Khương Dừa đi giúp mấy hoàn cảnh đó, Khương Dừa tính là về đó coi có gặp chú giúp đứa được không. Mà lúc đó thì bây giờ cũng mừng là bây giờ là nhà của chú cũng đỡ rồi. Về cho kẹt đỡ hơn xíu. Dạ thì nó đỡ hơn xíu, nhưng mà ổng thì chỉ ăn uống thôi chứ đâu có gì đâu, cũng đâu không có thuốc men gì á, không có tốn tiền thuốc, không khám bệnh. Ai mới cắt tóc cho ổng nè, ai quất cái đầu mà tóc cho ổng không bạc nha cha, có vài con bạc à. Bệnh hay sao? Thì bệnh trở
tội nghiệp à. Cho tiền ổng giữ được không ta? Cho vô lấy bóp ngon ngon cho ổng ít, ổng giữ xài. Tuổi thơ chứ bộ à. Đó, ông bà cô chú biết sao không? Tuổi thơ mình nó có những người mình rất thương và có những người mình đi học á mình thấy mình rất là sợ, giống như chú ông chú nè. Mình thấy mình rất là sợ. Mình thấy ổng là mình bỏ chạy tại mình nhỏ mình không biết. Đó, như mấy đứa nít giờ thì nó không thấy nó không sợ ổng. Đó, mình bỏ mình chạy. Ổng với là bà Hội, ở sớm vừa có bà Hội mà nít mà khóc mà nghe nó nhắc tới bà Hội là bỏ chạy. Nhưng mà họ hiền lắm, không có gì hết trơn á. Chứ tại vì người lớn hù mình á. Nít mình sợ. Nói em sợ. Chú biết xài tiền không? Chú ta giữ tiền được không? Ghé ai? Có túi không? Ê, cha. Con có cái đồ sách về đây cho lấy soạn cho con cho ổng mấy cái. Sách được không? Cho sách cái bịch đồ con ơi. Con sách đồ con tính về cho cha mặc á. Chú ngồi đây đi. Hiền khô à. Thích đàn lắm. Như nay gặp ổng. Chú ăn đi. Dạ. Đồ nhiều hả? Tại có mấy áo mới. Sợ sách về rớt á. Thôi cho tiền ổng được rồi ha. Dạ, con sợ sách về tới chiều giờ không còn. Hả? Cái khăn gì không? Chưa, con chưa cho. Cái gì con mà? Giải con ta bỏ. Thấy thương quá à. Tiền khô. Bởi mỗi người số phận nó buồn hết quý ông bà cô chú. Thấy thương không? Hiền khô à. Mận chết đi chơi. Mận hả? Vậy không có người ta đi đâu đi vườn mà cứ hỏi đi chơi, hỏi đi chơi hả? Nghe hả? Hỏi ra đi chơi hả? Nhậu hả? Đi chơi hả chú? Hả? Mà cưới nha. Cưới gì? Cưới. À, đã đám giỗ rồi, đám cưới. Mày cưới nha. Đám giỗ à? Hiền lắm. Nè con, để con đeo cái này cho chú Thu Tiến nè. Chú nói chuyện không? Nè có đeo này cho chú nói chuyện nè. Rồi răng ổng ấy luôn nè. Rụng hết rồi, đen hết. Chắc bún mà chắc lớn hơn con cả chục tuổi rồi. Mấy gần 50 rồi. Cứ đi vòng vòng sớm vậy mà hay lắm. Rồi có nghĩa là sáng là ổng đi ra ngoài chợ. Rồi xong ta chỉ hôm nay là chỗ nào có đám giỗ, đám cưới, đám thôi nôi, đám đầy tháng, đám gì đó là chỉ tới. Dạ. Là người ta chỉ ông tới. Cái là tới người ta bới cho miếng cơm ăn xong đi về. Ai cho gì cho, không cho thì thôi. Dạ, đám giỗ ông nội à. Nhìn nó cũng chắc quá ha. Nãy chú ăn cơm chưa? Ăn bên đó rồi hả? Cũng biết cha, cũng biết gì, biết mà nó không rõ. Dễ thương hả bà con quá. Ngon mỗi người một số phận. Giờ thì cái Khương Dừa biết cái nhà hình như gần nhà cô Bảy Khương Dừa, chỗ Khương Dừa mua sầu riêng ra chỗ đi vô trong. Lì xì chứ ít tiền giữ nha, được không? Được ha, được. Không mất hả? Vậy hả, gửi đằng kia hả? Cho ông nhiều xíu đi. Biết vớ mất không cha? Mất uổng không? Không mất đâu ha. Chú bỏ đây, bỏ kêu bỏ đây. Bỏ đây ha. Chưa không? Ừ, ngon ha. Đừng chịu ấm á. Quấn Tinh Tuấn, chú Tinh Tuấn gửi cho ai đó giữ dùm. Mua gạo đồ ăn.
Nè nè nha. Ngon ngon cái này không sợ cái này. Ngon cái này. Chú giữ này nha. Chừng gớt mất á. Vậy đâu có làm lụng gì được đâu, cánh nhỏ cánh nặng gì được, bệnh từ nhỏ luôn nha. Bẩm sinh nhỏ luôn. Tay chân ổng cũng ngắn ngắn nữa. Rồi mà con mình nhìn là mình biết chú bị bệnh ha. Ừ. Ăn nữa đi chú. Đi bắt chân trang không? Thôi chú ăn đi. Thôi con ăn. Rồi đó. Không ăn nổi hả? Dạ. Ăn đi. Rồi đó. No quá hả? No không chú? Bụng bự không? Ủa không? Trời ơi, non nước này ông mà cứ quần kéo lên tới vú luôn. Quần này chắc ai quần áo người ta cho hay sao? Không, cha vô, cha để con vô con lựa cho. Để con lựa cho ông một cái áo đẹp đẹp con thay cho ông coi. Cái áo thôi. Hả? Có cho nó khách gì đâu. Thôi. Tại ông hay mặc đồ vậy đó. Vậy hả? Nhà mặc đồ vậy đó. Mặc đồ nhà. Giờ chú về nhà hả? Mới rồi, đây hả? Mới rồi, bệnh đó. Đâu chú? Bệnh đó. Không nói gì không biết gì á. Cái gì? Bệnh đó. Chụp hình hả? Ừ. À, không biết chụp hình hả? Đây chụp hình. Không biết chụp hình đó không? Không biết chụp hình chú bộ. Rồi, dạ. Vô ăn cơm đi con. Vô ăn cơm đi rồi hai đi bắt con trai. Chú nói tiếng Anh à? Bác nói chuyện á, tại con nghe không rõ. Bơ hỏi chú nói tiếng Anh hả? Tự nhiên đi ngang nha. Hey, chú về nghỉ ngơi đi nha. Vậy ha, hả, ngồi chơi. Ngồi chơi hả? Cái ông nói được chứ? Nói được. Hồi chưa ông nói con nghe không nghe gì đâu. Hả? Giờ nói được phải không? Hồi lần không nói được. Không nghe được. Giờ nghe được chậm, nghe được ít là biết nè. Hỏi ăn cơm được chưa rồi. Thì mẹ em đổ cái gỗ tắc này đó. Đổ gì? Đổ gỗ tắc ngoài chợ á. Hốt dùm hả? Mà mấy khôn nó ngồi dùm thò lõ, ông chạy ra đỡ ôm hốt vô kinh vô dùm mấy vô. Dạ hả? mấy người khôn mấy người đứng nhìn. Khôn đứng dòm thôi. Dạ. Ta vậy chạy ra hốt rồi vô. Hốt phụ mẹ hả? Rồi. Thường biết quá ha. Đi mà không có la chửi vậy, không có đánh lộn như vậy. Thiền khô rồi đi vậy, đi vậy. Sáng là chợ rồi, mới chợ tôi cho ăn rồi, người này cho ăn, này cho ăn kia. Vậy chừng đi, coi như là nguyên xóm này là, coi như nguyên xã này chắc biết ổng á. Ổng tối ngày đi suốt nguyên xã luôn. Đi suốt luôn. Cái chân đi. Chết rồi. Dạ? Chết rồi. Ai chết? Ủa? Nói cơ. Dạ? Nó, ông nói mà chút nó chết. Dạ. Bệnh á. Bệnh chút nó chết hả? Hả? Ôi. Biết. Không biết ai á. Nay biết rõ rồi ta. Bệnh chút nó chết nè. Có bệnh mà không chết á chứ bộ. Rồi. Nay nói nhớ chứ bộ. Bệnh gì chú? Nó hốt. Vậy? Nó hốt á. Vậy hả? Nó không đỡ nhưng mà biết ta. Nó đem đỡ lắm mà chứ. Hồi nó đâu biết gì đâu. Chừng nào chú về nhà? Dạ. Chừng nào về nhà? Chừng nào về trong nhà tổng á. Chơi chút đi cái này về. Cái lộ về tổng nha. Mà đi tới là thưa đàng hoàng nha. Phanh tay thưa rồi quý mọi chú lớn nhỏ cũng phanh tay thưa. Ông chắc ít tắm. Tắm hoài à. Đúng rồi. Tới ra cầu tàu lội cái cầu đang tắm. Cái cầu tàu tắm. Tắm cái lên mặc đồ vô gì à. Dạ. Tắm cởi áo không nha, chứ không phải là cởi áo chứ không có quần ha. Ừ. Biết chứ quần. Hôm giờ không biết nè. Biết. Hồi trước là Phương vừa ở đây là ông chào ông nói gì không biết gì.
mà mấy bữa nắng nhiều quá là ổng cũng la, giờ là không có la, giờ hết la hả chú? Hả? Vậy à, thôi chào tạm biệt khán giả nha, bye bye nè, bye đi bạn giả. Ai chứ khán giả này chắc Hương vừa quay lên này cái clip này chắc có nhiều quý bà cô chú anh chị mà ở xã Tân Điền chắc biết chú nhiều lắm. Dạ rồi, cảm ơn quý bà cô chú nha. Dạ hẹn lại quý bà cô chú trong một video theo, bye bye người.